Mình chọn cái đội tuyển thôi. Lính tôi nam thôi nhưng mà vẫn được chọn hai đứa. Nam này thi đấu hả? Nam thi đấu thua rồi. Không có giờ này còn đang đấu rồi. Còn ngày mai mới vô chung kết, bên nam ngày mai còn 3 trận. Nữ thì có thức sớm và ít loại hơn. Để nhận cho huy chương ba, xin bà vừa còn với cả các bạn họ. Xin mời thầy Lê Kinh Kha, thầy hiệu trưởng trường trung học cơ sở Bình Thạnh lên huy chương đồng cho đơn vị trường trung học cơ sở xin các bạn họ. Bảy ơi bảy 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 ơi bảy không nghe chọn nước gì bảy ơi bảy trời ơi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
có lực trời dẫn luôn chứ. Cảm ơn các bạn, chúc mừng các bạn có thể thử. Cảm ơn các bạn. Rồi mời các bạn ngồi vị trí. Đây xin mời các bạn trường các bạn coi sở phải không? Mời thành chức rồi đó. Hôm nay. Nói qua đây. Quân liên viên cho cái huân chương đúng rồi. Nãy đã kêu nó kêu đứa nào với lên hai ba đứa nhận đúng. Lấy hết đi. Không chịu. Quấn luyện viên người ta tặng cái đúng rồi cho anh ta kỷ niệm, đâu phải dễ vô địch lắm đâu. Cho cái đi anh ơi, quấn luyện viên mà cho cái đi anh ơi, cho cái đi. Rồi vỗ tay, vỗ tay. Cầm huy chương lên coi, cầm huy chương lên coi. Đừng nói gà, đừng nói gà, đừng nói qua đây. Rồi cầm huy chương lên coi, nhìn nè. Rồi nhìn dẫn đến 2, 3. Rồi ok, chúc mừng.